Cái tín đồ của Mobilet, đây là vlog thứ hai. Mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái cảng Baga Sao. Anh em đi chơi xa, chở đồ nhiều nên cần có một cái cảng Baga Sao để nó tiện cho việc thứ nhất là mình chở được đồ, thứ hai là chở thêm được cái can đựng xăng, cực kỳ tiện lợi. Nó có nhiều dòng, mình có thể chế cảng hoặc là tìm cảng viên, mua cảng viên hoặc là hàng theo viên. Còn nếu như bạn nào muốn sử dụng cái cảng như vậy thì có thể liên hệ anh Hậu, giá cả inbox trực tiếp. Đây là cách bắt cái cảng ha. Ngắn vậy thôi. Một cái điều mà mọi người đi xe Mobilet thì nên có một cái túi giống như vậy. Nó sẽ đựng được rất là nhiều đồ bên trong, vừa là bình nhớt, can, vẻo định xăng, một cái ly để mà pha nhớt và rất là nhiều đồ nghề ở bên trong này, rất là gọn. Trên tay mình đang làm cái vỏ zin Mark & Fan, khá là bền nha. Chứ mọi người hạn chế mua những cái vỏ simili thì nó không có bền khi mà mình tải nặng, cho nên rất là nhiều đồ, khoảng độ 10kg thì nó sẽ bị xệ gách. Cho nên sử dụng cái bát treo là bằng kim loại như vậy, chứ đừng có những là cái bát cột dây, nó sẽ bị xệ giãn gách trong lúc mình đi đường dần. Tuyệt đối nhớ nha, cái mặt này đừng có xài gỗ dán ép nha. Đi đường xa nước nó sẽ bị mục để theo thời gian, không bền. Đây là cách gắn cái túi. Mọi người cố định cái móc treo vào trong cái baga. Anh Hậu với hai cách gắn đó. Có một cái lò xo. Lò xo kéo xuống đây. Đó, chúng ta mắc. Giờ đây là tránh va đập. Và bên đây là chúng ta sẽ để một cái bình kim can canh xăng. Mọi người chú ý nha, cái cảng nó phải ôm theo cái form xe, chứ không mình đi đường xa nó rất là quơ sàn. Rồi, mình là mỗi lớp 8. Đây là chiếc xe huyền thoại của chú Cường sinh đôi anh Hậu, cảng Baga Sao. Cảm ơn tất cả đã theo dõi mình. Bye bye.